Bộ Quốc phòng Canada chính thức xác nhận 8 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 mà Canada cam kết viện trợ cho Ukraine đã đến Ba Lan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Anita Anand xác nhận 8 xe tăng chiến đấu Leopard 2 đã đến Ba Lan. Những chiếc xe tăng này sẽ sớm được chuyển giao cho quân đội Ukraine tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine và cung cấp cho người dân Ukraine những thiết bị mà họ cần. Để thể hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Canada không chỉ cung cấp các thiết bị quân sự tối tân mà còn giúp binh sĩ Ukraine cách vận hành và kỹ thuật tác chiến đối với dòng xe tăng này. Việc chuyển giao Leopard 2 thể hiện cam kết và nỗ lực không ngừng của Canada trong việc hỗ trợ Ukraine. Vào đầu tháng 2 năm 2023, chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 đầu tiên của Canada đã đến Ba Lan. Xe tăng được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự C-17 từ căn cứ Halifax. Canada gần đây cũng đã chuyển cho Ukraine xe bọc thép Berger Panzer 3. Leopard 2A4 được đánh giá là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất trên thế giới. Việc Ukraine nhận được những chiếc tăng này không chỉ giúp tăng khả năng bảo vệ trước các trận chiến mà còn là tài sản quan trọng của quân đội khi họ tiếp tục hiện đại hóa và nâng cấp khả năng của mình. Leopard 2 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn Crown Maffei từ đầu những năm 1970. Năm 1979, những xe tăng đầu tiên chính thức đi vào phục vụ trong quân đội Đức. Xe tăng trang bị vũ khí chính là pháo nòng trơn L55 120mm có thể bắn đạn tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và đạn HE. Ngoài ra, nó cũng được tích hợp súng máy 7,62mm và súng phóng lựu 40mm. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.